xanh xanh nữa. Khi tập xong cái bài một hả, cái cuộc sống kia này thì bắt đầu nó tác động tới phổi hả, tức là Sai không? mà nó ra đờm đàm nhiều hả. Nếu mà đàm nhiều vậy là mới bị ở kinh tam tiêu à. Cuộc sống cái thượng cái thức này nó dính tới, đúng rồi, cái này đâu, cái này nó thức thức một là nó dính tới kinh ngoại tam tiêu và mật đổm bằng quang tiểu trường tam tiêu kinh vị. Nếu mà nó khạc đờm nhiều hả, Chồng con khèn luôn à tập cái đó tập bao nhiêu lâu, nó bị còn mấy buổi, chung là ngày nào con muốn tập khoảng 30 phút 40 phút gì đó. cái đó là cái đó không phải của thức một đâu, cái thuộc trước đó tập bài Chắc là bài này thôi. Bài này cũng giảng rồi sau. bài mà chính tay á, bài nó mày nó mới nó bài tay có thể đúng hơn, bài tay cái bài mày xoắn này nè, Xong rồi chỗ này cũng nhói 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 nó mà. Thức là thức 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 đó là bốn khí tay rồi, bốn khí tay thì nó dính tới phổi. Thức đó là tay, là khi mình xoắn vậy, nếu mà xoắn cái này thì cái ngón cái, hai ngón này, ngón cái là ngón của phế và ngón của tim, ngón tam tiêu, cái ruột đại tràng thì con phế, thì cái ngón cái mày là bị bệnh 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 kinh phế này. Hôm nay mới tới kinh phế này, hôm nay mới tới kinh phế này. Khi mày tập phải để ý cái thức ngộ á, là cái chỗ khúc, nó từng khúc khúc mà cái từ bằng chân tới này mới căng á, thì nó dính tới mật bằng quang, còn cái vai nó căng thì dính nó ruột non chứ tam tiêu, và cái trên bằng tan một chút á, trên một năm rồi đó, chỗ đó là của bao tử, dạ dạ nó nằm ngay cái bằng tan mà. Còn cái thức hai nè, nó căng ngay khúc mắt cá đó, cái mắt cá này dính tới cái kinh thận, và cái ngón tay cái bài này là ngón tay cái rất quan trọng nè, ngón tay cái này đè ngón cái này là bấm giống như vậy. Thì khi mà kéo cái cung là cái tay mà cắm cái tên, cái tên mình nắm, nhưng mà kéo cái tên nó còn bốn ngón này nè, giữ cái cung cái ngón này cầm cái tên, kéo cái tên này, thả bung, đó là cái con cái thức này. Thì các bạn, và cái thức này là cái quan trọng ở cái tác động của cái này muốn vào cái phổi mà, bởi cái thức thứ hai nó vô cái phổi này, chữa cái thứ hai nó vô kinh liệt khuyết, vào cái điểm cái huyệt liệt khuyết. Còn cái này nó ngay huyệt chiếu hải K6, K6 chiếu hải, và KI8 là giao tín huyệt khích, nó kích cái kinh phế tinh thần chạy lên. Thì cái này đứng là cái mép trong chân, thì cái chân sau nó đứng ngang, nó đứng ngang thì cái lúc mà nó tựa ở cái mép chân trong, nó kéo cung kéo ra, thì cái chỗ này chỉ tựa mạnh không phải mép ngoài, mà nó căng theo cái đường háng, nó căng ngay cái ngực trong tới cái cổ lên tới con mắt luôn. Thì con mắt khi mình tập là con mắt mình nhìn ngay ngón tay nè. Cái bài này là thức hai này dính tới thức bảy bát đoạn cẩm. Thức bảy bát đoạn cẩm là nhâm mạch, nhâm mạch và âm kiều đi một cặp. Âm kiều còn thức một, phải nhớ lại thức một đi với thức năm, thức một và đi thức năm. Dương duy nó đi với thức năm, tức là đới mạch đi với thắt lưng, cái thức một này. Thành ra nếu mình tập cái thức một này nó cũng khỏe, căng thắt lưng nhiều lắm, lúc nó bị mình căng thắt lưng nó chạy qua bệnh mạch đới. Nếu mình thấy mình tập đó thấy căng thắt lưng mạch đới thì nó chạy qua cái mạch khác rồi, mạch đới là nó dính tới kinh đổm kinh tam tiêu, tức là kinh tam tiêu kinh đảm. Nếu mà mày đang mật mật nó có bệnh, gan với mật đang có bệnh, gan mà có hiện men gan cao hoặc mỡ gì trong gan, kinh đổm đổ mật, thì nếu mà tập thấy nó đau khúc thắt lưng, thức một đau khúc thắt lưng nhiều là bị đó, là nó chạy kinh đổm thức một, mà cái đổm bên thức một nó nằm ở dưới chân, trên này là kinh đổm nó cũng chẻ ngay cái thắt lưng này, nhà đi qua đới mạch, con thức năm đới mạch. Thành ra học cái này phải kỹ nè, nó đúng rồi nè, nó qua cái chỗ GB28, GB28 là kinh đổm đầu thức thức một, nó qua chỗ này thế nè, đỡ mạch ngay chỗ này
đi qua cái đường này. Tức là nếu tập nó qua kinh đổm thì nó ngay cái thắt lưng. Mà kinh đổm là kinh mạch âm. Mạch đối, cái mạch này là mạch cực âm, âm nhiều lắm. Khí âm trong người thì mạch đổm với kinh tâm tiêu của này, đổm kinh tâm tiêu nó nối mình thức một. Để coi bởi giờ học nó có cái khoa học của nó. Thức một và hai thằng này là đổm kinh tâm tiêu. Lấy cái gì đóng khung là mới thấy. Đổm này, kinh tâm tiêu hai thằng này, nó hai thằng này nó dính tới mạch đối, tức là đối mạch. Thì cái thức đối mạch hỗ trợ cho các bạn này cũng được, tức là một thức một tập với thức năm, nó một anh ta phải nhớ một một năm, còn thức hai là 27. Để ý là hai 2 cộng 7 là 9, còn 1 cộng 5 là 6, 6, 6 xong có 7. Thì cái thức này tập là có hai đường kinh, bên trái cũng có một đường, bên phải đường mật hiệp. Đứng bắn bên bên phải là chân cái này, cái hình này đứng bắn bên phải. Đúng bên trái nó hướng ngược lại cái mép chân này và cái tay cầm hướng này. Cái bài này tập cũng khoảng 3 phút à. Tập từ từ, thường thường mỗi một thức của bắt đầu cẩm. Cái thức này nó tại vì khi mình thở khí nó đi được ba đốt ngón tay à. Hít một thở đi ba đốt thì khi nào nó đi hết cái đường này mình tính cái độ cao mà mới du tốc mà mày biết mình thở bao nhiêu hơi. Nhưng mình bình thường cái thở từ từ, mới đầu mày thở một hơi người thường thường cái hơi thở về mày đo cái hơi thở mày chắc chừng 2-3 giây, đang nói chuyện với tao 2-3 giây thấy không, 2-3 giây. Cái đó là để ý trong cơ thể mình có hai loại thở. Thở thứ nhất là cái thở phổ bình thường của con người, toàn thế giới là cả ngồi đang nói chuyện 2-3 giây. Còn tập khí công là nó thở khí, thở ở đăng điện thì nó 30 giây. Người gặp khí công lâu ngày thì cái hơi thở không còn 2-3 giây nữa. Đó 30 giây, cái thở 30 giây. Thì còn mới tập khoảng năm thứ 3 trở đi nó mới tới 30 giây. Tập đều liên tục nó mới tự tăng lên, chứ không có ép nó được. Ép là nó bị bệnh liền, tức là giữa cái khí với cái năng lượng với cái hơi thở nó không giống. Nhiều người hiểu cái khí là một cái hơi ép trong đường ống là sai nha. Cái khí trong cơ thể mình nó không phải là đường ống mà nó là phát sóng. Khi cái năng lượng ở đăng điện mình nó xoáy ở tần số cao, tức là nó vận động nhiều á. Dù cái đăng điện người ta là mới đầu tập nó nhấp nháy nhẹ vậy đó. Là tần số là 3 hạt các bạn. Khi mà nhấp nháy nhiều lên tới 6 hạt, khi mà 6 hạt thì nó bắn phát sóng lên tới thận, tới mệnh môn. Phát sóng xa nữa là giống như phát sóng tivi, từ ở đăng điện nó phát lên chí dương, xong nó phát lên đại trụy, xong nó phát lên phong phỉ, phát lên tới đầu. Thì lúc nó điều khiển bằng con mắt nhìn xéo phía trước, nhìn xéo xuống đất, nhìn xéo là nó rút vô đó liền. Phải tập lâu mới biết. Thì cái cảm giác khí trong người nó không hề cảm giác là máu dâng nữa, máu dâng là huyết thôi, còn khí là bắt sống, cái huyệt nó bắt được sống, huyệt nó bắt được sống thì nó mở, coi như nó mở ra. Còn muốn phát được sống thì cái thằng phát sóng, cái đài phát sóng mình nằm ở bụng ngay cái đăng điện, là huyệt quan nguyên hay là huyệt khí hải. Khí hải là một cái bể khí tức là ở đó phát sóng, bể phát sóng. Bây giờ ở thời kỳ hiện đại cái đăng điền không phải là bể khí mà bể phát sóng cao tầng. Huyệt của mình là các cái cột phát sóng cao tầng. Như là thì cái não nó nhìn được cái phát sóng đó. Mà ở trong não mình chỉ thấy nó có cái gì căng căng đó thôi, nó căng giống như gồng vậy đó. Nhưng mà trong người là nó phát nhận sóng. Còn máu là mà thấy nó nóng nóng nó chạy. Ở đâu nó máu tới nó nóng cho nó lên. Lại lúc con giảm ra nó cũng nóng nóng rồi. Nóng rồi là cảm nhận huyết. Chứ không phải cảm nhận khí. Còn thấy nó căng là dưới nó như sự dây thun kéo là cảm nhận khí. Phải trong người phải khi học người học cái công đầu tiên phải hai cảm nhận phải rõ ràng ra. Không tin nhiều mình ngửa cổ là thấy cái căng á là khí.
rồi cái mày nới cái căn này mày để một hồ cái nóng hiện ra đó, cái là huyết tới, khí đi thường khí nó bắn trước đi, lùi huyết theo, còn những chỗ mà khí đi đi huyết đi cùng nhau nó gọi là dương minh, khí huyết đi cùng tốc độ là hai bên cùng nhau là âm dương bằng nhau, thì âm dương bằng nhau có loại huyết đi đi nhanh hơn huyết dẫn cái khí đi, thì âm dẫn dương đi, có hai loại cân bằng, tức là trong loại có loại huyết âm á, là huyết nó đi nhanh hơn khí một chút, còn dương minh là khí đi nhanh hơn huyết một chút, còn dương không là khí đi nhanh hơn huyết, còn âm ví dụ thái dương không là khí này nhanh hơn huyết, thái âm là huyết đi nhanh hơn khí. Để ý vậy, chữ 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 âm là khi mình nói về cảm nhận khí trong người nó có hai loại cảm nhận nóng và cảm nhận căng, cảm nhận căng là cảm nhận khí, cảm nhận huyết là cảm nhận nóng, cái cả người thấy nóng nóng nó tới, thì hai cái đó trong trong kinh lạc hay gọi là nó có gọi là thái dương thái âm, thiếu dương thiếu âm, dương minh huyết âm, thái dương là nhiều dương, thiếu dương là ít dương, và dương minh là dương vừa vừa, không có nhiều cũng không ít, còn thái âm là âm nhiều, xong thiếu âm là ít âm, và huyết âm là âm vừa, nó không có chịu gọi là âm vừa mà nó gọi là huyết âm cái từ ngày xưa, còn cái dương vừa nó gọi là dương minh, dương minh tức là dương mà nó có sáng sáng ở trong, có độ sáng này, còn cái kia âm huyết âm tức là nó giống như mặt trăng bị khuyết xuống một chút, nó giống giống cái ý vậy. Thì trong cơ thể mình phải cảm nhận ba cái loại đó, ba cái loại tức là mình thấy căng ha, khi mình cảm nhận khí căng mà hồi hơi nóng tới, còn cái căng nóng liền á là hai bên bằng nhau, còn thấy nóng trước rồi khí sau là nơi nó có thái âm trong người mình. Muốn dễ biết là cái đầu mày thường thái dương, cái đầu mày thấy không, cái đầu mình ngồi yên mình thấy không thấy gì hết, nhưng mà rờ vẫn 37 độ là dương âm nó đang bằng nhau, mặc dù mình thấy vậy nhưng mà rờ 37 độ, cái ngực cũng vậy là 37 độ, cái bụng cũng 37 độ, ba chỗ này không bằng nhau là ba ba cái tâm, cái thượng tiêu tức là cái đầu cái ngực cái bụng không nóng bằng nhau là ba cái vùng khí nó không bằng nhau, là ba vùng khí không bằng nhau là mình đang bệnh. Thành ra khi dễ biết lắm, muốn biết ba vùng khí hay không bằng nhau khi mình ngủ mình sẽ thấy người khỏe là ngủ không lấp mệt, ta thấy nó nóng từ trên xuống tới cái hạ bộ luôn, còn người yếu một cái là thấy cái chân lạnh trước rồi đắp cái ngực đó, là người đó thường thường là gì, cái thượng tiêu nóng nhất là cái tim, mà tim nó khi mà nó nóng vậy nó bị tác động lạnh, nó bị giảm nhiệt trước, người ta phải kéo đắp ngực, còn người thứ hai lấy lạnh đầu kéo chùm đầu luôn, thằng đó là thượng tiêu kém, thằng nhiều thằng nó ngủ trầm đầu không được, lột cái đầu ra dùng cái mền đó. Còn thằng mà ngủ mà chùm mền che cái ngực không là thượng tiêu kém, trung tiêu kém, người mà ngủ che cái bụng dưới không là hạ tiêu kém, còn mạnh ba tiêu là dục mền hết luôn, ở nhiệt độ trung bình không cần lạnh lắm, thường thường ở Sài Gòn là 20-25 độ mà không đắp mền là khỏe đó. Chứ mà 30 độ ở ngoài 30 độ trong là đắp mền thôi thằng đó tiêu. Và một cái thứ hai là buổi sáng ở Sài Gòn thường thường 25 độ vẫn tắm nước lạnh được thì được, mà tắm không được cũng tiêu, khí kém rồi. Đó là phải biết. Còn cái bài bắt đoạn cẩm này là cái thức thứ hai. Thức thứ hai là nó tập cái mạch âm kiều. Âm kiều là cái mạch chuyên về âm. Thì trong người có hai cái âm, cái thận và cái phổi. Hai cái tạng này tạng âm, thận cũng tạng âm, phế tạng âm, cái này thái âm phế kinh và thiếu âm kinh, kinh thiếu âm thận, thận âm và kinh phế âm, hai cái nó gọi là âm là gì, nó đi đi phía trong nè, đi phía trong cái mặt lòng bàn tay mình, cái mặt trắng này là cái kinh phế nằm ở phía mặt ngửa, còn cái kinh thận nó đi mép trong chân, thành ra âm là nó đi mép trong, tức là ở ngoài người mình cái mặt cái chỗ mình đen nhiều là dương, da mình lưng ngoài tay nó đen hơn mặt trong, khi mặt mặt mà nó trắng mặt âm, phải nhớ đó là quy ước vậy thôi,
kệ sóng nó âm thì ánh nắng chiếu ít, ánh nắng chiếu nhiều thì nó dương. Mày thấy đi có ai ngửa tay đi úp vậy nè, nên là nó che che thành ra phía dưới này em thui, mà đi là cái lưng chịu, cái chân nó bị ánh nắng chiếu hai bên, nó không chiếu trong háng chiếu ra, chiếu hai bên thì hai bên ngoài nó gọi là khí là mặt dương, hai bên ngoài là toàn là kinh dương nó đi không. Tại kinh dương nó đi vậy, tại sao gọi kinh dương, là cái những cái đường kinh lạc nó đi ngay mặt trời chiếu thẳng, còn những kinh kia nó mặt trời không chiếu thẳng, nó lấy ánh nắng ít hơn đó. Nhưng khi mình ngủ ban đêm á, mình ngủ mình phải ngửa ra, nằm ngửa vậy, thì cái mặt trong này là lấy ánh nắng, ánh mặt trăng nhiều là hoặc mặt âm nè, ngửa. Ít người ngủ úp lắm, ngủ ngửa không à, ngủ này ha, ai ngủ cái mặt xuống xuống gối đâu, cái mặt ngửa lên trên là cái mặt chỗ nào thì hai bàn tay cũng ngửa, thấy không? Ít người ngủ hai bàn tay úp lắm, tự ý nó hay ngửa, cái chân cũng hơi banh ra, không có úp cái chân như vậy, mà khi nó banh ra vậy thì mặt trăng nó chiếu cái háng này, chiếu cái lòng tay, mặt trăng là âm. Thì ngày xưa nó không biết vậy, thế mặt ngủ, khi mình ngủ là mình không cử động, là trạng thái tỉnh, thì nằm ngửa thì nhận ánh nắng mặt trăng, thì những cái mặt nào nhận mặt trăng là kinh âm hết. Còn đi ngoài nắng á, không bao giờ ta phơi cái háng ra đó, người ta khung ta chịu ánh nắng là khung lưng khung đồ chịu không à. Đó thì ở ngoài nó dương, thì cái phía trên này là sáu kinh dương nằm trên lưng tay, ba sáu kinh âm dương chân nó nằm bên ngoài, sáu kinh âm cũng nằm trong chân, ba kinh âm nằm trong, ba kinh dương nằm ngoài, cái này cũng ba kinh dương nằm trên, ba kinh âm nằm trong, thành ra trên mấy kinh mạch nó hay đề vậy. Còn mạch âm kiều là kỳ kinh cũng vậy, cái kỳ kinh nằm trong háng là âm hết, âm kiều bên này cũng có nè, âm duy, thấy không? Duy âm, còn ở ngoài là dương hết, dương. Cái này là mạch đới, mạch là mạch âm. Cái này thằng này nó vẽ sai, cái này thì vẽ màu xanh mới đúng. Nhớ màu xanh vậy, âm kiều. Đó. Rồi bây giờ cái cách này tập như thế nào? Cái này tập là cái này giống như là một cái ống, cái bình chứa khí, nó đi từ cái dưới cái mép của cái gót chân của cái mắt cá. Cái người nào mà đi hay lệch cổ chân là mạch này yếu, nó lệch này, lệch trẹo đấy, rồi cái đi phải băng sưng hết cái cổ chân này, đó là cái mạch âm kiều yếu. Còn cái người đi cái này mà mắt hay khô là mạch âm kiều yếu. Đó là tìm ra khi tập cái này nó là một cái ống khí. Ống khí này khi người sinh ra nó đầy từ đây tới 64 năm nó mới cạn xuống tới đây, là 64 năm. Trong quá trình nó mình không bảo trì bữa giờ nó sụt xuống dần. Ví dụ mày 100 tuổi thì 50 tuổi nó tới đây. Nếu mà 100 tuổi, nếu mà 60 tuổi thì 30 tuổi khí nó còn như đây. Người ai không biết, thành ra khi người mà yếu tự nhiên khúc dưới này thấy nặng mà khúc này nhẹ. Thấy người mà mới bắt đầu sinh ra thì nó nặng đều hết. Còn khi bắt đầu càng về già thấy cái phía trên nó nhẹ hơn phía dưới, để ý thấy này, phía trên người cảm nhận và nhắm mắt là thấy là cái nặng nằm dưới là cái khí nó đi sụt rồi. Thì khí sụt này nó đổ ở dưới chân, cái khí này nó là khí âm, nó đổ từ dưới chân lên thận, khí thận nó đổ qua hai cái huyệt này, nó để đẩy cái mức khí này lên. Thành ra nếu mà thận mày yếu, phế mày yếu á, thì kinh này yếu rồi. Tức là mày đứng mày đi coi chừng dễ trật mặt cá, dễ biết lắm, chứ mày cảm giác mày đứng này. Mày hất qua mày đứng xuống tấn mạnh xuống một cái, khi 100 tấn mày thấy chỗ này muốn bong hai mắt cá rồi, còn là đi trật chân một cái là trật mặt cá này. Là do cái mạch nó một kiểu, thì cái mạch này tập á, cái khí nó lấy từ phế qua cái này, không thấy cái phổi đâu hết, thì nó lấy từ bàn tay này, kinh phổi nó chạy qua đây này, vô cái điểm này ngay chỗ vai, rồi nó bắn qua kinh phế nó rồi, và cái này là mạch này cũng đi lên, những cái đường này nó có cái đường nó nối khi lên tới đây này. Rồi từ đây nó có cái đường vô hình nó bắn qua, mà khi hai cái đường phế nó nằm ở đây thì nó có đường vô hình. Coi cái kinh phế, mình học cái dịch trung kinh thấy kinh phế, chuyện kinh phế hiểu và tại sao nó gọi là nó chạy vô đó được,
học phải hiểu thì mình nhớ mới lâu. Cái này là học lý thuyết, kinh phế là cấp số 1. Này, phế đây. Đó. Thấy không? Này kinh phế nè. Nó tới đây nè, bắn nè, nó chạy nè. Nha, nó vậy nè. Thấy không? Lên tới mắt nè, lên chỗ này thì cái thằng này nó đi đây nó bắn qua cái mắt, mắt này nó đi nè, thế lên cái chỗ này. Cái đi từ cái đường chấm 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 này. Nó qua cái đường, đường ngầm dưới đất, tức là nó tới đây rồi là nó nổi, nó ngay tới đây. Rồi nó có cái đường ngầm ngầm chạy đây, nó nối này, phế này. Thì cho đó phế nó đổ từ mắt nó đổ xuống. Còn tinh thần nó từ cái gót chân nó đổ, tức là giống như bình chứa ở trên trên nóc bình nó có cái ống nước nó chảy xuống. Còn cái dưới này có cái ống nước ở dưới. Hai cái ống nước này đổ vô ở trên này, cái đầu ống trên này có nước nó đổ xuống và từ phế nó đổ vào đây bằng từ cái thức này. Còn chân nó là khí phế thì cái đất này nó chui lên này, xoáy này. Cái bơm vô này, bơm hai chỗ này nè. Bộ, cái này lấy khí địa khí nó tự nhiên nó bọc lên này, vô cái huyệt này xong nó bọc vào đây. Cái KI6 nó nằm dưới này, chiếu hải nằm dưới, tức là nó qua cái khí này nó từ cái xoáy ngang cái mắt cá nó bôn vô này cái đẩy lên cái đó là, rồi khí thận ngay là cái KI8 trên này nằm trên này, nằm trút trên này là cái huyệt KI8, là huyệt giao chính nó nằm trên này ngay trên cái ống chân trên mắt cá, tức là cái huyệt thận nó vô trước mắt cá và sau mắt cá, nó có hai cái ống nước nó bơm vô cái ống kia, còn cái ống thứ ống phế nó bơm ngay từ cái khúc đầu nó bơm xuống, nó hiểu mà cái phế này từ dịch trung kinh tập nó đổ qua, thành ra học khí công biết cách đổ khí vô một cái đường ống này, thành ra cái đường ống này nếu mà mình ngồi văn phòng nhiều cái đường ống này hết liền, xài hết liền, để nó không vận động, thì vận động bên dịch căn kinh nó mới bơm như này. Thành ra cái người mà cái kinh âm kiều yếu là cái chỗ mép này ngồi là ngủ hay dậy lắm nè, đó ngủ nó vàng vậy. Cái thằng văn phòng mình thấy nó mệt nó ngủ, có thằng văn phòng nó ngủ vậy, khác có thằng nó ngủ vậy, nhưng có thằng đa số là ngồi vậy nó gục cái đầu xuống luôn, là mạch âm kiều hết khí. Còn mạch âm kiều nó muốn hết có khí tộc của này ngồi đứng lại đó, thì cái mạch huyệt chính nè, huyệt chính đây là huyệt chiếu hải nè, huyệt nối ở mạch nhâm liệt khuyết, tức là nối mạch nhâm đây nè, mạch nhâm là cái huyệt nào, mạch nhâm là cái huyệt chính chấm nè, mạch nhâm là thức thứ bảy, mình phải hiểu hết cái cơ thể này. Thức thứ bảy nè, thấy không, như ngang cái chống chấm nè, nơi đang cái đường này nè, nhà nó lan rồi nè, tức là cái huyệt kinh phế nó đổ qua mạch nhâm chạy lên con cái huyệt ở trên mắt, huyệt tĩnh minh này là từ mạch đốc mạch nhâm nó đổ lên, tức là cái chỗ con mắt này, cái chỗ tĩnh minh nó do phế nó đổ lên, đổ vào mạch nhâm nè, mạch nhâm là mạch từ cái CV 23, 24 này, thấy không? Hai cái chấm chấm, hai cái chấm chấm quanh cái miệng đó. Lên mắt này, nó lên mắt này, nó chỉ lên con mắt. Thì cái huyệt CV 24 là huyệt thừa tư nó dưới cái cằm, CV 23 là liên từ cái cục lồi này, dưới cái này, khi mà phế nó đổ qua cục lồi này, đổi liên tuyền xịt lên con mắt, thành ra nếu mà muốn phá đánh cái huyệt phế kích mà thức dậy, người ta hay dây thừa tương ở dưới trên này, đây là dưới này huyệt này là của phổ, nó liên quan tới phế mà nó thuộc mạch nhâm với cái cục lồi này, hình đánh đây là tắt thở này. Đánh đấm trúng cái dưới cầm mình đấm lên nè, tắt thở này. Nó ngắt đường phế tắm cái lỗ lõm dưới cái mồ, đánh luôn cái ngắt hơi thở, tức là thiếu khí, thiếu oxy cho phổi này. Ngất là mà khi mà đánh một cái chừng 2 phút, đánh nó đau mà 2 phút là ngất đi. Vì cái hơi thở mày chừng 2 phút là mày xỉu,
coi như không có khí vô. Nhưng đánh cái cục lồi, đánh vô cách thở, dễ chết. Đánh cục này là nó chết, không phải là nó chảy máu đang, nó không có oxy vô phổi. Chứ đánh đã qua sao nó giữ đây cái xương này, nó gãy chảy máu hay gì đó, nhưng mà tại sao chết? Là chỗ này nó có một việc khóa khí vào phổi, khóa khí lên mắt. Khi nó đánh vô một cái, đây là có mắt mà không thấy đường, có om là nó khóa khí lên mắt. Sau đó nó khóa cái năng lượng cấp khí vô vô phổi. Thành ra trong võ thuật mình đánh hai cái việc này, là mất khí trong phổi. Đầu tiên thì trúng cái là mắt tối om, không biết nhé, là mắt là thành ra gì cái giải thích được trong trong ngành khí công, nó giải thích được hết. Nó hiểu về cái khí. Thì cái người mà trong ngành khí công tới á, mày vừa ngất tới mở hai huyệt các tỉnh này, rất là dây dây vô mắt, cái xoa cái huyệt trên này, cái cổ ngón tay cái vuốt tỉnh này. Nhiều người không hiểu tại sao mà trong ngành võ có người mà gọi là khi bị chấn thương có ông thầy tới dây tỉnh lại vậy. Mấy ông thầy võ mới biết, người mà mới học võ là mày quánh cho mày nằm xuống, sao ông thầy tới vô lúc mà đá trúng giái ông gặp giọng cái tỉnh này. Còn mấy ông thầy giỏi là có, tức là mấy ông thầy giỏi gọi là dây huyệt chống đả thương trong võ thuật là khác cái ngành huyệt trong châm cứu. Thì cái ông thầy mà học võ trên 10 năm mới học mấy cái việc này. Thành ra khi học trò mày lỡ đánh trúng, nếu mày học võ, mày võ sư mà dưới 10 năm không biết huyệt á, đánh trúng huyệt làm sao mày giải? Ồ, chết trong võ đường mày là mày ở tù. Thì hai đứa không đấu đâu biết gì. Trúng gì nó nằm xuống nó ngất cái đồ mày chạy sao? Lúc đó mày lúng túng á. Nhiều người dạy võ hay lắm, nhưng mà khi đệ tử mình nó ngất trong võ đường, mình không biết tại sao, thì chả lẽ mình chở đi cấp cứu, kêu phone kêu cấp cứu, nó nói ai đã thương thằng này, nếu nó còn khỏe nó tỉnh dậy xong nó chết luôn thì sao? Ở tù. Mà ở tù đầu tiên là hai thằng xong đấu, thằng đấu gây chấn thương thì thằng ở tù, nhưng mà thằng đó nó đâu biết gì. Thì Quy Long thầy, anh chỉ thế đánh gì mà để thằng như vậy, và đánh trúng đâu? Thằng kia nó kể nó đánh trúng mấy cái huyệt ra rồi. Thì ông thầy khi trúng huyệt ông thầy phải giải huyệt cho học trò, không biết giải huyệt thì ông thầy thua. Có ví dụ của huyệt là đánh không chết liền, 30 ngày sau mới chết. Những huyệt tử là đánh trúng chết liền, đánh trúng chết liền là phải giải cái nó. Tại vì lúc đó tại sao nó chết liền? Tại vì cái được giống như ống nước mình đánh nó bị ngắt làm hai nha, thì nó thiếu khí. Thì lúc đó ông thầy bù đánh khí vô bù liền là nó chạy tiếp, giống như cái ống nước mà ở giữa có cái bọt khí á, thì lấy cái ống chích hút cái bọt khí là nước nó mới chạy đều. Không thôi nó cấp đều, thiếu một khoảng không khí, giống như là một cái ống đầy nó cấp được một xị đi, giờ nó khoảng khí nó cấp cái nửa xị, nó cấp nửa thiếu liền chết liền. Mà nó cấp cái đều vậy, cứ chạy đều toàn thân hết, toàn thân liệt hết liền. Ghê vậy, cái ngành đánh khí với ngành mình huyết vậy. Huyết cũng vậy, mày lấy cái ống máu mày đông màu xanh vậy này, mày lấy oxy mà bơm vô cái này là chết liền. Bơm oxy vô cái ống máu, vô cái mạch máu mày là chết liền. Thành ra mấy người đang tiếp biển, nước biển nó không cho thằng nào tới, nó phải chốc cái chai nước biển cũng để không khí nó không chui vô cái đường nước, tiêm vô nước biển chứ nó không ngửa chai lại. Tại sao nó bị ngửa ngóc cái chai xuống vậy? Tại không khí không chú xuống được. Thì rồi cái trong mạch máu mà có oxy là nó thành cái bọt, nó bay lên liền. Còn chỉ có nước chảy xuống mạch máu, không cho oxy chui vô. Oxy chui vô ăn đòn chết liền. Nhưng mà không biết, không tin mày vô mày lấy cái gì bị bấm ngay cái ống đó ha, mày thả ra vẫn không có bọt. Nhưng mà lấy ống chích đó, vì mấy cái thằng trong phim trưởng Mỹ nó lấy cái ống chích nó bùm oxy vô giữa cái ống rồi rút ra nó xong nó chạy ra ngoài, lát hồi mình nó đà nó ngó cái gì tót là chết. Không phải nó tiêm thuốc độc vô đâu, nó bơm oxy vô thôi, giữa cái ống tiêm nước biển này bơm vô chừng một ống này. Thì cái mạch cái nước của nước biển vô nó có khoảng trống, nó chạy rồi thằng nó đà xíu rồi chết liền, trong khoảng 30 phút chết tại chỗ liền. 30 phút sau nó chết thì đâu có biết, thấy vô ra 30 phút sau chết đâu có nói về được. Thành ra có nhiều cái chuyện mà người nó trong rành về cái này lắm,
mới giết người kiểu đó, phải tranh vì khí huyết mới giết được. Rồi thì chỉ cái thức thứ hai này, nó âm kiều nó là tại sao chữ kiều, tức là nó như cái cầu á, nó được cái cầu nối, nó đưa khí âm qua bên này, cái cầu nối nối. Còn cái âm duy là nó chỉ chứa âm thôi, còn cái âm kiều là nó rót qua chỗ khác được, nó rót qua hai bên, tức là cái âm kiều bên này với âm kiều bên hai bên nó chạy qua chạy lại được. Kiều là cái cầu, tức là nó cân bằng khí âm được, còn cái âm duy nó không cân bằng, nó chỉ nó thôi, nó không cân bằng khí âm. Bây giờ cái cách tập của nó,